Cho em hỏi là một ký xạ đen giá bao nhiêu tiền và có giao hàng ở Đồng Nai hay không? Cách uống như thế nào? Em muốn mua để điều trị bệnh ung thư phổi. Xin chân thành cảm ơn nhà thuốc. Chào bạn, giá cây xạ đen tại Thảo Dược Đức Thịnh là 120.000 đồng một ký. Bạn ở xa thì bạn hoàn toàn có thể đặt mua được cây xạ đen được bình thường. Bạn hãy cung cấp cho chúng tôi số điện thoại, địa chỉ để chúng tôi gửi thuốc qua đường bưu điện cho bạn. Nhận hàng mới thanh toán tiền bạn nhé. Một số thông tin nhà thuốc xin phép được chia sẻ đến với bạn.